Chiến thần Sở Bắc Lạc Mai. Chương 21, cướp không người khác. Anh có nghe thấy không? Tiểu Tuyết bảo anh cút đi. Tận tai nghe thấy những gì Lạc Tuyết nói, Lưu Minh như mở cờ trong bụng. Anh ta đứng chống nạnh, cúi đầu nhìn Sở Bắc. Đừng để một chủ nhiệm như tôi đây đích thân ra tay. Nếu không thì trận lôi đình đầu tiên của chủ nhiệm tôi sẽ đổ lên đầu anh đấy. Ha. Sở Bắc cười nhẹ, không thể nghe ra được đó là vui mừng hay tức giận anh nói ông Triệu là do anh mời tới ư, ừ, nực cười. Hề, Lạc Tuyết bỗng cảm nhận được thứ gì đó sắc bén, ngay lập tức cau mày. Này, đừng có rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Sắc mặt Lưu Minh lập tức xa sầm xuống. Thậm chí còn có chút hướng ghiếc. Ông Triệu không phải do tôi mời, lẽ nào là anh mời à? Nói không biết ngượng. Bây giờ anh mau cút khỏi đây cho tôi. Bảo vệ đâu, mau quăng tên mù rác rưởi này ra ngoài cho tôi. Audio điện tử võ tấn bền. Lưu Minh sợ bị vạch trần nên mới chừng mắt ra tay trước. Dám tranh công với người khác, đáng phạt. Sở Bắc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trống rỗng toát ra một tia lạnh lẽo. Cạch, tiếng gậy đập nhẹ xuống. Lưu Minh đang định ra tay, đột nhiên bị một luồng sức mạnh nào đó đẩy lùi về sau mấy bước. Anh ta bắt đầu đứng không vững, phụt, lập tức ngã xuống đất. Vẻ mặt vô cùng kinh hoàng, trông nhếch nhác làm sao. Tên mù, mày, mày dám đánh tao?" Lưu Minh nghiến răng ken két, ánh mắt như muốn phát ra lửa. Sở Bắc, Lạc Tuyết cũng bị dọa sợ chết khiếp. Nếu Sở Bắc thật sự ra tay thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất. "Đừng lo, anh biết chừng mực." Sở Bắc nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vẻ mặt không chút cảm xúc đó của anh lại khiến cho Lạc Tuyết không nói nên lời. "Sở Bắc, tôi cầu xin anh đấy, đừng có gây thêm loạn nữa được không? Tôi chỉ muốn tâm nhi lớn lên khỏe mạnh." cầu xin anh đừng ép tôi nữa có được không lạc tuyết kích động đến mức gần như sụp đổ cô giống như đang phát tiết hơn năm năm qua cô thật sự đã cam chịu đủ rồi sở bắc bỗng trở nên im lặng tay cầm gậy khẽ run lên anh xin lỗi thần tướng trấn quốc huy nghiêm đứng trên vạn người thậm chí có thể nói dưới một người trên vạn người nhưng giờ đây khi ở trước mặt cô cũng chỉ có thể nói ba từ này năm năm qua anh cảm thấy rất hổ thẹn sở bắc chỉ muốn có một cơ hội để bù đắp mà thôi chỉ như vậy là đủ anh xin lỗi anh chẳng có lỗi gì với tôi cả lạc tuyết giống như sụp đổ giọng đầy kiên quyết nếu thực sự cảm thấy có lỗi với tôi vậy hãy rời khỏi đây đi sau này chúng ta không bao giờ gặp lại nữa nói xong lạc tuyết liền quay đầu đi cơ thể nhỏ bé của cô thoáng run rõ ràng là cô cũng đang mất bình tĩnh tấm lưng này càng làm cho sở bắc đau lòng hơn bàn tay đang cầm gậy bất giác bóp chặt không sao giải thích được tiểu tuyết đừng lo anh ta không đi cũng không sao anh có cách để đuổi anh ta đi nhìn thấy cảnh tượng này lưu minh mừng như được mùa vẻ mặt tỏ ra đắc ý anh ta muốn xỉ nhục sở bắc vài câu nhưng khi đối mặt với ánh mắt đó lại cảm thấy ớn lạnh tên nhóc đợi đấy bây giờ tôi sẽ đi báo cho viện trưởng biết đến lúc đó anh chết thế nào cũng chẳng hay lưu minh hừ lạnh một tiếng nói xong liền trực tiếp quay người đi lên lầu anh ta sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để sỉ nhục sở bắc lúc này sở bắc ngẩng đầu lên mặt không cảm xúc anh chỉ chống gậy tiến theo từng bước sở bắc suốt cuộc anh muốn thế nào lạc tuyết thực sự cạn lời sở bắc đột nhiên quay đầu lại sau đó nở nụ cười chúng ta cùng nhau đi xem đi sắp có kịch hay rồi trên tầng 6, bên cạnh phòng làm việc của viện trưởng là một phòng làm việc rộng khác. Lúc này, bên trong đều là bác sĩ. Tất cả đều thể hiện sự tôn kính nhìn về phía Triệu Hồi Xuân ở ghế đầu, giống như fan được nhìn thấy thần tượng vậy. Viện trưởng Phương Chính Quân ho một cái để tập trung sự chú ý của mọi người. "Mọi người, xin hãy im lặng, bây giờ, xin mời Triệu." âm uhm, Phương Chính Quân mới nói được nửa chừng thì cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, cắt ngang lời nói của ông ta lưu minh cậu làm gì vậy nhìn thấy đó là lưu minh phương chính quân lập tức cau mày cảm thấy không hài lòng lưu minh cũng biết bản thân hơi đường đột sắc mặt cũng tái nhợt vì sợ hãi chưa kịp giải thích thì đã nghe tiếng gậy che đập xuống đất sau đó sở bắc từng bước đi vào phía sau anh là lạc tuyết là các người các người đang làm gì ở đây phương chính quân thấy vậy càng cau mày sâu hơn mặt khác triệu hồi xuân lại cảm thấy kinh ngạc ánh mắt của ông bất giác nhìn về phía sở bắc viện trưởng tôi muốn báo cáo tên mù này cứ nhất quyết ở chỗ chúng ta không đi chắc chắn là muốn gây chuyện lưu minh lên tiếng trước sau khi nói xong cũng không quên làm động tác của một người bị hại hơn nữa vừa rồi tên này còn đánh tôi rõ ràng là không xem bệnh viện của chúng ta ra gì có thật không phương chính quân cao mày giọng điệu lập tức trở nên lạnh lùng các bác sĩ khác cũng quay đầu trừng mắt nhìn Sở Bắc. Triệu Hồi Xuân vẫn đang ở bệnh viện, tên này lại dám đến gây chuyện sao? Đây không chỉ là chuyện xem ra gì hay không, đây chính là gây rối. Đương nhiên là thật, vài y tá cũng đã nhìn thấy. Lưu Minh vừa thấy cái hở liền đổ thêm dầu vào lửa. Nếu không phải tôi chạy trốn, thì chắc còn bị đánh đến mức nào nữa. Viện trưởng, ông Triệu, ông phải làm chủ cho tôi đấy. Lưu Minh bắt đầu thêm mắm dặm muối trách mình không thể khóc ra thêm vài giọt nước mắt. Biểu cảm đó, hành động đó, nếu như không đi làm diễn viên thì tiếc thật đấy. Lạc tuyết đứng ở cửa, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô muốn giải bày, nhưng lời lên đến miệng liền không sao thoát ra được. Ở đây, cũng chỉ có một mình sở bắc là nhắm mắt làm ngơ. Ngược lại anh còn tiến vào phòng họp, sau đó ngồi xuống đối diện với Triệu Hồi Xuân. Gặp một ngọn núi cao trước mặt, nhưng anh vẫn không hề biến sắc. Hừ, nhìn thấy cảnh tượng này, phương chính quân bèn hừ lạnh một tiếng. Nếu như Triệu Hồi Xuân không ở đó, e rằng ông ta đã ra tay đánh người rồi. Tất cả bác sĩ bên dưới đều tỏ ra phẫn nộ. Bọn họ hận không thể đích thân tống Sở bác ra ngoài. Lưu Minh thấy vậy, trong lòng lại càng vui mừng. Viện trưởng, ông cũng thấy rồi đấy, tên này đúng là kiêu ngạo. Tôi có ý tốt nhờ ông Triệu đến khám bệnh giúp con gái anh ta. Tôi còn có lòng giúp anh ta trả tiền thuốc, vậy mà anh ta lại lấy oán báo ơn. Bây giờ lại còn muốn gây chuyện ở đây nữa, đúng là không coi ông Triệu ra gì. Loại người này nhất định phải dạy cho anh ta một bài học. Nếu không, anh ta sẽ không biết trời cao đất dày là gì. Thế nhưng, Sở Bắc vẫn bất động như cũ. Từ đầu đến cuối anh đều yên tĩnh ngồi đó tựa như một bức tượng. Thậm chí ngay cả mí mắt cũng không động đậy. Mọi người đều bĩu môi, ánh mắt càng xem thường. Đến lúc này rồi còn giả vờ, đúng là không biết sống chết." Lạc Tuyết thấy vậy thì bất giác nhắm chặt mắt lại. Đến bước này rồi, cô cũng không thể làm gì được. Có lẽ, từ 5 năm trước, khi cô bất chấp cứu anh thì lỗi lầm này đã bắt đầu rồi. Mọi thứ đều đã sai rồi chăng? Còn Phương Chính Quân nhìn thấy dáng vẻ của Sở Bắc như thế thì bực tức đến mức muốn bùng nổ. "Lưu Minh, gọi toàn bộ bảo vệ bệnh viện đến đây cho tôi. Giải quyết tên khốn này đi rồi nói tiếp." tôi không tin tôi đường đường là viện trưởng bệnh viện thành phố mà không chỉ được một tên mù được lưu minh đang đợi câu này của đối phương khi đáp ánh mắt tên này lại lóe lên tia thâm độc thế nhưng còn chưa kịp đợi anh ta bước ra khỏi cửa phòng họp một giọng nói giả nuôi nhưng đầy uy nghiêm đột nhiên vang lên từ sau lưng đợi đã tất cả mọi người đều sửng sốt quay đầu lại ngay cả phương chính quân cũng như vậy bởi vì người lên tiếng lại là Triệu Hồi Xuân. Chỉ thấy ông ấy chầm chậm đứng dậy, ánh mắt lại nhìn chầm chầm về phía sở bắc. Ông Triệu, chút chuyện nhỏ mà thôi, tôi đến xử lý là được. Viện trưởng vẫn cho rằng Triệu Hồi Xuân không vui vì sở bắc nên kính cẩn cười nịnh bợ. Ông yên tâm, sẽ xử lý nhanh thôi, chắc chắn sẽ không làm lỡ thời gian của ông. Không sai, Lưu Minh cũng hùa theo, vừa gật đầu vừa cúi người hùa theo. Ông cứ yên tâm, tôi lập tức tìm người đuổi tên mù này đi, chắc chắn sẽ không làm bẩn mắt ông. Thế nhưng, triệu hồi xuân lại nhíu mày. Cuối cùng ánh mắt ông ấy cũng rời khỏi sở bắc, nhìn sang Lưu Minh. Lúc nãy, cậu vừa nói gì? Lưu Minh ngây người, thưa ông, tôi nói ông đừng vội, tôi lập tức. Câu trước đó, triệu hồi xuân lập tức cắt lời, giọng điệu lạnh đi. Lúc này, Lưu Minh mới thật sự bối rối. Thoáng chốc không nhớ ra được câu trước đó bản thân mình đã nói gì. Nhưng hình như cũng đâu liên quan gì đến ông Triệu. Ngay cả Phương Chính Quân cũng ngơ ngác. Cậu nói, lão già tôi đây là do cậu mời đến. Triệu Hồi Xuân nheo mắt, dùng giọng điệu chất vấn để hỏi. Chuyện này, Lưu Minh giật mình, chuột giả cúi thấp đầu. Đối mặt với người khác, anh ta tùy tiện nói thế nào cũng được, nhưng đối mặt với ông Triệu thì anh ta không dám khua môi múa mép. Thưa ông, có vấn đề gì sao? Phương Chính Quân và Lạc Tuyết đồng thời nhíu mày, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Triệu Hồi Xuân hừ một tiếng, không trả lời mà cất bước đi đến trước mặt Sở Bắc. Ông ấy khẽ khom người hỏi: "Xin hỏi câu có phải họ Sở không?" Trong giọng điệu của Triệu Hồi Xuân có vài phần kính trọng. Ánh mắt nhìn Sở Bắc lại có thêm chút mong chờ và tôn kính. Cảnh tượng này lại khiến tất cả mọi người tại đâu đều ngây người. Đây là chuyện gì chứ? lão tiên sinh triệu hồi xuân lại kính trọng một tên mù như vậy ông triệu đã lâu không gặp sở bắc khẽ cười tuy anh không trả lời trực tiếp nhưng cũng không phủ nhận triệu hồi xuân nghe thấy thì khiến ông ấy thoáng chốc đã mừng rỡ như điên quả đúng là cậu sở lão già tôi xin ra mắt thần trong lúc kích động vừa muốn hành lễ đã bị sở bắc ngăn lại kịp lúc ông nói quá rồi phải là sở bắc tôi cảm tạ lão tiên sinh mới đúng Triệu hồi xuân ngây người, lập tức phản ứng lại. Thần tướng Trấn Quốc tất nhiên không muốn để lộ thân phận. Đối với sở Bắc, ông ấy cũng là chi kỷ lâu năm dù chưa từng gặp mặt. Năm năm trước bởi vì có chuyện quan trọng nên không thể đích thân ông ấy chữa trị, nhân tiện gặp mặt trụ cột của Long Quốc này. Đây là tiếc núi lớn nhất của ông ấy. Vì vậy, nhận được điện thoại của Thanh Vũ, ông ấy không nói lời nào là đã vội chạy đến. Nhưng chẳng ngờ rằng, người từng là thần tướng Trấn Quốc, không chỉ mất đi hai mắt mà còn ở rể nhà họ lạc một gia tộc hạng bét thế à. Quả nhiên, cao nhân hành sự, bí hiểm khó dò. Nhưng như vậy lại không hề ảnh hưởng đến sự tôn kính trong lòng ông ấy dành cho sở bắc. Đây, chuyện gì thế này? Cảnh tượng trước mắt này đã khiến mọi người há hốc mồm, nhìn tình hình này, thân phận sở bắc này dường như không hề đơn giản. Không ngờ tên mù này có thể khiến ông triệu đối xử như vậy. Nhất là tuyết, miệng nhỏ há hốc, trong lòng như sóng cuộn trào ánh mắt nhìn sở bắc lại càng thêm phức tạp chuyện chuyện này không thể nào lưu minh chừng mắt nhìn gương mặt không tin nổi cho dù là ông triệu hồi xuân không phải do anh ta mời đến thì anh ta cũng không cho rằng triệu hồi xuân có quan hệ gì với sở bắc một tên mù ăn ăn bám sao có bản lĩnh lớn như vậy ông triệu không phải là ông nhận nhầm người rồi chứ lưu minh không cam tâm lập tức hỏi ra lời đương nhiên trong lòng mọi người cũng đều thắc mắc như vậy thoáng chốc mọi ánh mắt đều nhìn triệu hồi xuân sao nào cậu đang dạy tôi làm việc hay cho rằng lão già này tuổi cao mắt mở rồi triệu hồi xuân quay đầu lại giọng điệu lập tức không hề khách khí vừa nãy cậu nói là cậu mời tôi đến ai cho cậu cái gan đó ai cho cậu lá gan dám đặt điều bịa đặt như vậy lão đây là nhận lời giúp đỡ từ một người bạn đồng ý với lời mời của cậu sở đến đây trị bệnh cho con gái cậu Sở. Một bác sĩ quen như cậu lại dám tranh công người khác, còn nói xấu xỉ nhục cậu Sở như vậy, rốt cuộc là có ý đồ gì? Triệu Hồi Xuân nghiêm nghị chất vấn. Một hòn đá khuấy động mặt hồ tạo thành từng đợt sóng. Lời chất vấn liên tục lập tức làm mọi người đều sướng sờ, gần như hóa đá. Chuyện gì đây? Ông Triệu không phải do Lưu Minh mời đến mà là do Sở bác mời đến. Chuyện này, kể cả viện trưởng Phương cũng kinh ngạc không nói nổi. Mà kinh ngạc nhất chính là Lưu Minh và Lạc Tuyết. Lưu Minh cúi thấp đầu, gương mặt khi đỏ khi trắng, hết trắng rồi lại xanh. Trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh không ngừng, mà trong lòng anh ta càng thêm không cam lòng và lúng túng không biết nên làm sao. Anh ta thật sự không ngờ được Triệu Hồi Xuân sẽ tự dưng đến chữa bệnh cho Lạc Tâm Vũ. Trong lòng lại càng không nghĩ được là Triệu Hồi Xuân do Sở Bắc mời đến. Vốn dĩ anh ta chỉ định nhặt của hơi nhưng không ngờ lại gây ra một trận náo loạn như vậy. Lạc Tuyết che miệng kinh ngạc không nói nên lời. Ông Triệu không phải do Lưu Minh mời đến, cũng có nghĩa là anh ta thật sự lừa mình, mà mình cũng không cần gả cho anh ta nữa. Tự do khó đạt được lại tới quá bất ngờ. Khi cô nhìn sang Sở Bắc, ánh mắt càng thêm mờ mịt. Hóa ra cô vẫn luôn hiểu nhầm anh. Được lắm, Lưu Minh, cậu được lắm, cậu không chỉ lừa ông Triệu mà ngay cả tôi, cậu cũng dám bớn cợt như thế. Cậu to gan lắm. Phương chính quân phản ứng lại đầu tiên, tức đến xanh cả mặt. chương 22 gần như là té nhào đến trước mặt sở bắc. Cả phòng họp đều vang vọng tiếng quát của phương chính quân. Rõ ràng, ông ta tức giận thật rồi. Lưu Minh này không chỉ lừa cả ông ta mà còn dám lấy danh ông Triệu đi rêu dao. Nếu ông Triệu truy cứu trách nhiệm, đừng nói là anh ta mà chức viện trưởng này của ông ta cũng chẳng làm được nữa bệnh viện có thể tiếp tục tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Bộp, vẻ mặt Lưu Minh thoáng chốc đã trắng bệch, lập tức quỳ xuống đất. Viện, viện trưởng, tôi, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Cầu cầu xin ông, tha cho tôi một lần này thôi. Nói xong, lại nhìn sang Triệu Hồi Xuân, không ngừng dập đầu xuống đất. Ông Triệu, tôi thật sự không phải cố ý, cầu xin ông. Tôi dập đầu với ông, cầu xin ông nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt lưu minh bịch 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 đầu đau đớn nhưng anh ta không dám dừng lại ban đầu để vào được bệnh viện này anh ta đã phải nhờ vả không ít người tặng biếu không ít quà vài năm nay lưu minh luôn cẩn thận tỉ mẩn chẳng dễ gì mà ngồi được vị trí bác sĩ chữa chính này này nếu bị đuổi đi chỉ sợ rằng anh ta sẽ thật sự đói chết dù sao sức ảnh hưởng của viện trưởng phương ở giới y học tân hải thật sự không phải chỉ nói ngoa lại thêm triệu hồi xuân tùy tiện nói phong phanh vài lời thì cả đời này của anh ta cũng đừng mong tìm được việc. Thế cục, bỗng chốc đã xảy ra thay đổi. Không ít bác sĩ vẫn há hốc mồm như cũ, họ vẫn chưa kịp phản ứng lại. Ngay cả lạc tuyết cũng vậy. Tên ngu ngốc, người mà cậu xin không phải là tôi. chương 23 lạc tuyết mở lời, trong lòng hơi kinh ngạc, tiểu tuyết, chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn học cũ, chẳng lẽ cô tuyệt tình như vậy sao? Nể mặt hai năm nay tôi cũng giúp cô không ít, cô giúp tôi với. Vẻ mặt Lạc Tuyết cũng không tốt mấy, siết chặt nắm tay, trong lòng bối rối. Lúc này, cô thật sự không biết nên làm sao mới phải. Bệnh viện cần yên tĩnh, làm ồn đến bệnh nhân là không tốt. Sở bác ngồi dựa trên ghế, vẻ mặt không nhìn ra được là vui hay buồn. Một câu lạnh nhạt khiến cả phòng họp thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng. Rất nhanh sau đó, vẫn là phương chính quân phản ứng lại đầu tiên mọi người còn ngây ra đó làm gì mau ném tên khốn này ra ngoài cho tôi ngay cả bảo vệ ông ta cũng không kịp gọi trực tiếp sai bảo một nhóm bác sĩ phía sau vâng vâng không ít bác sĩ nam lập vội vàng nghe theo không dám dây dưa ba chân bốn cẳng lập tức ném lưu minh ra ngoài lưu minh đáng thương vừa ngồi vào vị trí chủ nhiệm lửa còn chưa kịp đốt đã trở thành chó chết chủ rồi trong lòng hối hận đến cực điểm đúng là dưới váy hồng mệnh khó thoát. Ban đầu nếu không phải tham muốn sắc đẹp của lạc tuyết, cố ý để kéo dài bệnh tình lạc vô tâm thì anh ta nào đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Chỉ là đáng tiếc, mọi thứ đã muộn rồi. Lưu Minh vừa đi, phòng họp lập tức chìm vào khoảng lặng, bầu không khí kỳ lạ. Qua một lúc, Phương Chính Quân mới nhìn lạc tuyết, gương mặt tươi cười. Cô lạc, đều là do chúng tôi quản lý không nghiêm khắc, khiến cô gặp phiền phức rồi. Cô yên tâm, từ bây giờ trở đi, tiền thuốc men của con gái cô, bệnh viện sẽ lo hết. Không chỉ vậy, mà sẽ sắp xếp phòng bệnh tốt nhất, thiết bị tốt nhất cho cô, xem như là tạ lỗi với cô." Phương chính quân hèn mọn đến cực điểm. Ông ta không biết thân phận cụ thể của Sở Bắc, nhưng hết cách rồi, chỉ có thể đánh gián tiếp, nịnh bợ Lạc Tuyết. "Viện trưởng Phương, chuyện này." Chương 24 chỉ là bây giờ vẫn chưa có manh mối nào. "Nào có nào có, đều là chuyện tôi nên làm." phương chính quân vội cười xòa liếc mắt ra hiệu với trợ lý sau lưng mời cô lạc trợ lý của tôi sẽ sắp xếp mọi thứ cho cô lạc tuyết có chút ngơ ngác cô nhìn sang sở bắc rồi vẫn rời đi với trợ lý thần cậu sở có thể nói chuyện riêng một chút được không thấy mọi chuyện đã giải quyết lúc này triệu hồi xuân mới tiến lên đưa tay ra tạo tư thế mời mời ông sở bắc gật đầu chống gậy sải bước lớn ra ngoài Phương chính quân và các bác sĩ chỉ có thể nhìn theo. Không được hai người này cho phép, bọn họ cũng không dám đi lên. Cậu sở, năm năm trước quả là đáng tiếc khi không thể gặp được cậu. Hôm nay cũng coi như đã giải quyết xong một gánh nặng canh cánh trong lòng lão đây. Trong góc nhỏ bệnh viện, Triệu hồi Xuân khom người hành lễ, giọng điệu vô cùng xúc động. Ông khách sáo rồi, là tôi đây nên cảm ơn ông mới đúng. Sở Bắc cười lắc đầu, đối với ông lão trước mặt rõ ràng anh cũng rất kính trọng. Cậu sở nói quá rồi. Triệu hồi xuân cười khổ, sau đó lại chuyển đề tài, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Cậu sở, mắt của cậu, nếu có cần gì, lão già này dùng hết mọi cách, nhất định có thể giúp cậu thấy lại được ánh sáng. Nhưng đáp lại, sở bác lại khẽ hô tay, miệng khẽ cười. Không sao cả. Nhưng mà, bệnh của vô tâm. Nghe thấy sở bác nhắc đến lạc vô tâm, triệu hồi xuân chợt nhíu mày bệnh của cô bé này không hề đơn giản, lão đây hành y nhiều năm, đây cũng là lần đầu gặp phải. Quả thực không đơn giản, phải làm phiền ông để ý nhiều hơn, nếu có trường hợp bệnh tương tự thì cứ thông báo cho Sở Bắc tôi. Chương 25 sắc mặt mọi người bên cạnh đều hơi kỳ lạ. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên bệnh viện, cô bé Vô Tâm cũng đã chuyển phòng bệnh. Lúc này bé đang nằm trong lòng Lạc Tuyết, im lặng nghe mẹ kể chuyện. Nhìn thấy Sở Bắc, gương mặt nhỏ lập tức tươi cười hai tay giơ cao bố con muốn bố ôm lạc tuyết cười khổ lắc đầu đang muốn nói sở bắc không tiện ôm sở bắc bỏ gậy xuống thuần thục ôm con gái vào lòng tựa như không hề bị ảnh hưởng bởi thị lực được bố ôm con gái nha sở bắc mỉm cười ôm con gái vào lòng trái tim tràn đầy cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có thần tướng trấn quốc gì đó bác giã gì đó bỏ qua đi bây giờ anh chỉ muốn bù đắp cho vợ chỉ muốn ở bên cạnh cùng trưởng thành với con gái. Chỉ vậy mà thôi. Hi hi, bố, Tâm Nhi muốn nghe kể chuyện, bố kể chuyện cho Tâm Nhi được không? Cô bé lần đầu được bố ôm, vui mừng đến mực mặt đỏ lựng, không muốn buông ra. Sở bắc cười khẽ vuốt mũi cô bé, được, bố kể chuyện cho con. Nhìn cảnh hai bố con ấm áp, mắt lạc tuyết cũng ửng đỏ. Con gái ra đời được 4 năm, cô dồn hết toàn bộ sức lực và ấm áp đều dành cho con gái nhưng có những thứ, trung quy cô cũng không thể cho được. Ví dụ như, tình thương của người bố. Chỉ mong mọi thứ có thể duy trì trước sau như một mà thôi. Trung tâm thành phố, phòng tiệc đệ nhất Tân Hải. Bắt đầu từ xế chiều đã lục tục ngồi đầy người. Mặc dù số lượng không quá 30 nhưng rõ ràng, người có thể ngồi ở đây đều không phải hạng tầm thường. Trên bàn cơm bầy đầy cơm ngon rượu sang, sơn hào hải vị. Có thể nói, đây là bữa tiệc tiêu chuẩn cao nhất Tân Hải. Chương 26 há chẳng phải tự vả mặt mình hay sao? Đương nhiên, chỉ có một số ít người biết được nguyên nhân. Hôm nay, lúc nghênh đón cậu Dương, chủ tịch Chu và cậu Dương đã xảy ra chút mâu thuẫn. Về phần tại sao, không ai biết được. Chỉ là, hành động lần này của Dương Xuyên có chút quá vô lễ rồi. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Mọi người đều đang chờ xem Chu Minh Hạo sẽ giải quyết như thế nào. Được rồi. Chu Minh Hạo đứng dậy, tỏ ra nhẹ như gió mây mà xua tay. Cậu ta không đến thì sao chứ? Bữa tiệc lần này coi như chiêu đãi mọi người, các vị cứ tự nhiên. Giọng điệu của Chu Minh Hạo không chút gợn sóng. Ông ta đã nể mặt Dương Xuyên lắm rồi, nếu đối phương đã không đến, ông ta cũng không cần dùng nhiệt tình của mình đáp lại hờ hững của người ta. Huống hồ, chính ông ta đã lựa chọn giữa Dương Xuyên và Sở Bắc quả thật giống như đề bài lựa chọn cho học sinh mẫu giáo. Chỉ là, thư ký bên cạnh lại gượng cười. "Ông Chu, vậy buổi đấu thầu năm ngày sau sẽ làm như thế nào, nếu không có nhà họ Dương đầu tư bỏ vốn, e rằng hạng mục của chúng ta sẽ khó mà thực hiện." "Hừ, cậu sốt ruột cái gì, chẳng lẽ rời khỏi nhà họ Dương, Tân Hải tôi sống không nổi nữa hay sao?" Chu Minh Hạo khẽ hừ một tiếng, sau đó vung tay lên. "Lập tức ra văn bản" buổi đấu thầu 5 ngày sau sẽ đổi thành đấu thầu công khai, không giới hạn điều kiện. Vừa dứt lời, nơi đây lập tức xôn xao. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều thay đổi sắc mặt. Vốn dĩ, mấy hạng mục lớn của Tân Hải đều để lại cho nhà họ Dương. Dù sao nhiều hạng mục như vậy, tiền vốn ít nhất cũng phải chục tỷ trở lên, cũng chỉ có nhà họ Dương mới có thể nuốt trôi. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng chẳng cần ăn nói khép nép với một người trẻ tuổi. Nhưng bây giờ, vậy mà Chu Minh Hạo lại đổi thành đấu thầu công khai. Đây rõ ràng là muốn trở mặt với nhà họ Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 27, cậu chủ Dương khách khí rồi, mời vào bên trong. Một bên khác, nhà họ La. Là gia tộc hạng 2 của Tân Hải, nhà họ La nằm ở khu vực sát với trung tâm thành phố, có một căn biệt thự độc lập. Giờ phút này, La Vạn Sơn đứng đầu phía sau một đám con cháu dòng chính đứng ngay ngắn ở cửa ra vào. Mỗi người đều tỏ vẻ trang nghiêm, giống như đang nghênh đón cái gì. Ngay sau đó, một chiếc may bách chậm rãi dừng trước cửa ra vào. Cửa xe mở ra, Dương Xuyên mặt không cảm xúc đi xuống. Cậu chủ Dương nể mặt tới chơi là vinh hạnh của nhà họ la tôi. Ánh mắt la vạn sơn sáng lên, mau chóng bước lên nghênh đón, thái độ cực kỳ hèn mọn. Về phần người nhà họ la sau lưng ông ta, Lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đối mặt với cậu chủ cấp bậc này, bọn họ cảm nhận được áp bức trước giờ chưa từng có. Ừ, nhà họ La, không tệ, ít nhất tốt hơn lão già Chu Minh Hạo kia nhiều. Dương Xuyên mỉm cười, lời vừa nói ra khiến người ta khiếp sợ. Ai cũng biết, tối nay chủ tịch thành phố mở tiệc chiêu đãi cậu chủ nhà họ Dương. Nhưng ai có thể ngờ được, không những cậu chủ nhà họ Dương không đến, trái lại còn chạy đến nhà họ La. Ẩn ý trong đó cũng khiến người ta phải suy ngẫm. Thế là, La Vạn Sơn ngay cả con trai đang cấp cứu ở bệnh viện cũng không để ý đến, vội vàng tiến lên tiếp đón. Cậu chủ Dương khách khí rồi, mời vào bên trong. La Vạn Sơn khom nửa người, nhanh chóng đưa tay bày ra tư thế mời. Dương Xuyên cười, cũng không nhấc chân, hai mắt nhìn La Vạn Sơn, miệng cười mà mắt không cười. Chương 28, ông ngu à, ông ta nào dám hành động thiếu suy nghĩ như vậy à hiểu rồi dương xuyên vỗ vỗ bả vai la vạn sơn ánh mắt lóe vẻ đăm chiêu như vậy đi ông làm giúp tôi một chuyện chỉ cần làm xong cậu đây sẽ giúp ông chút giật, như thế nào thật sao la vạn sơn vui vẻ cậu chủ dương cứ nói dù phải lên núi đao xuống biển lửa thì tôi cũng phải làm cho được không cần phiền toái như vậy chỉ cần tìm người giúp tôi mà thôi dương xuyên chắp hai tay ra sau vừa nói vừa đi vào trong biệt thự hôm nay trên cao tốc tân hải có một chiếc xe taxi trong xe có một người trẻ tuổi đeo kính dâm ngồi hình như là một người mù người mù la vạn sơn sững sờ hôm nay bị sở bắc làm nhục như vậy đến mức ông ta cũng sinh lòng nhạy cảm đối với từ người mù này đúng vậy dương xuyên gật đầu trong mắt chợt lóe hung ác tôi cho ông hai ngày tôi muốn toàn bộ tin tức của hắn vâng cậu dương la vạn sơn không chút do so dự lập tức gật đầu điều tra một người mà thôi việc nhỏ như con thỏ cuống hồ nếu có thể nhờ vào đó trèo lên cành cây cao nhà họ dương vậy nhà họ la thật sự phất lên rồi được rồi đi vào đã cậu đây đói bụng về phần lão già chu minh hạo kia cứ để ông ta từ từ chờ đợi đi nói xong dương xuyên khẽ cười một tiếng dẫn đầu đi vào trong nhà lớn nhà họ la la vạn sơn vội vàng đi theo đằng sau không quên vẫy vẫy tay với quản gia cách đó không xa nghe thấy lời cậu chủ Dương vừa nói chưa, tôi cho ông một ngày, chắc chắn phải tìm được người kia. Nhưng mà, khuôn mặt quản gia lộ vẻ sầu khổ. Ông chủ, một ngày có hơn 10.000 xe taxi đi trên cao tốc Tân Hải, tin tức cậu chủ Dương đưa cho quá ít, chuyện này không khác nào mò kim đáy biển. Ông ngu à, chương 29 cuối cùng chuyện nên đến cũng đến rồi. La Vạn Sơn xoay người, trong mắt lấp lóe ánh sáng hận thù, làm thế nào cũng không giấu được. Sở Bắc, hãy đợi đấy dám động đến con tôi tôi muốn cậu sống không bằng chết một đêm này chắc chắn có rất nhiều người ngủ không ngon giấc sáng sớm hôm sau sở bắc tỉnh dậy từ sớm một đêm này tất nhiên là anh ngủ ở trong phòng bệnh có phương chính quân ra mặt thêm một cái giường cũng chỉ là một câu nói mà thôi anh vừa đứng dậy lạc tuyết cũng tỉnh lại nhìn thấy con gái vẫn đang ngủ say hai người ăn ý không nói gì chờ ra khỏi phòng bệnh lạc tuyết mới nhẹ nhàng thở ra hôm nay anh chăm sóc tâm nhi tôi đi làm nói xong còn chưa rời đi điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên cô lấy ra liếc nhìn không ngờ lại là mẹ chu cầm gọi đến vừa ấn nút nhận cuộc gọi đầu bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng quát giận dữ con bé chết tiệt này con chết ở đâu rồi nếu con còn không trở về mẹ con sẽ bị người ta đuổi ra ngoài đấy mẹ mẹ sao vậy Lạc tuyết khẽ nhíu mày, mơ hồ có loại dự cảm xấu. Sao rồi, con còn có mặt mũi hỏi mẹ sao rồi. Đầu bên kia điện thoại, chu cầm tức đến nổ phổi. Còn không phải tai họa do con và tên mù kia gây ra sao. Cho con nửa tiếng, nếu con còn không trở về, vậy vĩnh viễn đừng về nữa. Tút tút tút, nói xong, bên kia rứt khoát cúp máy. Lạc tuyết đặt điện thoại di động xuống, sắc mặt rất khó coi. Chương 30 yên tĩnh một cách đáng sợ. Anh trở về cùng em, Tâm Nhi có phương chính quân chăm sóc, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tất nhiên Sở Bắc hiểu rõ, cuộc diện rối rắm hôm qua vẫn chưa thu dọn sạch sẽ. Anh nợ Lạc Tuyết rất nhiều, sao có thể nhẫn tâm để cô một mình đối mặt? Anh? Lạc Tuyết quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp. Một mình cô trở về, chính là xông vào đầm rồng hang hổ. Nếu Sở Bắc về theo, e rằng nhà họ Lạc sẽ nổ tung. Nhưng do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài. Đi thôi, dù sao trốn tránh cũng không phải cách có thể giải quyết tận gốc. Có một số việc, dù gì cũng phải đối mặt. Trên đường đi, hai người đều có suy nghĩ riêng, lặng im không nói chuyện. Chỉ 20 phút là về đến khu nhà tổ nhà họ Lạc. Khu nhà tổ hơi cũ nát, nhưng quy mô không nhỏ, sửa sang trang trí bên trong cũng rất xa hoa. Đây là sản nghiệp tổ tiên của nhà họ Lạc vị trí cực kỳ đắc địa. Lúc trước có gia tộc lớn trả giá mấy trăm triệu mua lại, nhưng cũng không bán. Chỉ là, hôm nay, khu nhà tổ rất yên tĩnh. Yên tĩnh một cách đáng sợ. Lạc tuyết cắn răng, dẫn theo sở bác đi vào phòng khách. Xa xa cũng có thể nhìn thấy trong phòng khách ngồi đầy người. Ngồi ở vị trí đầu, rõ ràng chính là ông nội Lạc Vinh Quang. Bên dưới ông ta, bác cả Lạc Viễn Hà, chị họ Lạc Mai đang ngồi ở đó. Mẹ Chu Cầm cũng ở trong đó, nhưng so với những người khác, bà ta lại phải đứng. Ông, ông nội, cháu về rồi. Lạc tuyết cúi đầu, nhỏ giọng chào hỏi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 31 không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Lạc mai nghiến chặt hàm răng trắng ngà, là người đầu tiên chất vấn. Cái tắt ngày hôm qua, đến bây giờ ả à ta vẫn còn canh cánh trong lòng. Tiểu Mai, em còn không hiểu rõ hắn sao? không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Lý Nham ở bên cạnh cười nói, giọng điệu tràn đầy coi thường. Hắn ta là người ngoài duy nhất, nhưng rõ ràng bây giờ đang tự cho mình là chủ nhà. Sắc mặt lạc tuyết trắng bệch, cúi đầu không nói gì. Còn sở bắc, vẫn luôn lẳng lặng đứng sau lưng lạc tuyết. Làm như mắt điếc tai ngơ đối với chất vấn và châm chọc của hai người bọn họ. Sở bắc, không phải hôm qua mày oai phong lắm à? Sao bây giờ không nói chuyện? lạc mai còn tưởng rằng sở bắc sợ rồi nên càng nói quá đáng hơn lại còn dám đánh tao tao thật sự hối hận lúc trước không chặt bỏ đôi tay này của mày cái đồ mù lòa thối tha này biến thành người câm từ khi nào tức chết tao rồi lạc mai chửi ầm lên nhưng từ đầu đến cuối sở bắc vẫn không có chút phản ứng nào khiến ả ta có loại cảm giác đấm vào bông mềm trái lại khiến mình tức giận không ít được rồi cuối cùng lạc vinh quang lên tiếng Đầu tiên ông ta chừng sở bắc một cái, sau đó ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên người Chu Cầm. Chu Cầm, nếu người đã trở về rồi, vậy nên làm như thế nào, tự cô nói ra đi. Bị lạc vinh quang chỉ đích danh, cơ thể Chu Cầm khẽ run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía sở bắc, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta. Ông cụ, việc này không hề liên quan đến con và tiểu tuyết, đều là sở bắc này tự quyết định. Trường 32, cháu cái gì mà cháu? Lạc tuyết, chẳng lẽ cô còn không nỡ bỏ hắn khóe miệng lạc mai mang ý cười cắt ngang lời cô nói chật chật con khốn và tên mù đúng là tuyệt phối ông cụ ngồi ở vị trí đầu hư một tiếng giọng điệu vô cùng không tốt lạc tuyết chuyện hôm qua tôi còn chưa tính toán rõ ràng với cô cô đừng rượu mời không muốn uống chỉ muốn uống rượu phạt nghe lời mẹ cô lập tức cắt đứt quan hệ với sở bắc bao gồm cả đứa trẻ vướng víu kia cũng xử lý luôn đi sau đó ngoan ngoãn gả cho cậu chủ la nếu không tổn thất của gia tộc dùng tính mạng cả nhà các cô cũng không đền nổi ông nội cháu cháu đôi mắt lạc tuyết đỏ bừng tràn đầy ấm ức đã đến lúc này rồi vậy mà người nhà còn ép mình lấy la huy hơn nửa bốn năm nay chỉ có con gái và cô sống nương tựa lẫn nhau con gái chính là thịt đầu tim của cô sao có thể dứt bỏ cháu cái gì mà cháu lạc mai hừ một tiếng hoàn toàn không cho cô cơ hội giải thích họa mà cô gây ra ngày hôm qua còn chưa đủ sao nếu không có gia tộc chống đỡ cả nhà các cô chết như thế nào cũng không biết đâu cô lại còn không biết tốt xấu sao nhà họ lạc chúng tôi lại sinh ra con cháu không ra gì như cô chứ lạc tuyết ngoan ngoãn nghe lời mọi người làm vậy đều là muốn tốt cho con chu cầm cũng tận tình khuyên bảo đến khi nhìn về phía sở bắc sắc mặt lập tức thay đổi cái tên mù này hại con thảm như vậy con còn che chở hắn làm gì loại người này để hắn tự sinh tự diệt là được rồi đưa đến nhà chúng ta mẹ cũng ngại mất mặt đối mặt với lời nói lạnh nhạt của mấy người lạc tuyết siết chặt đôi bàn tay trắng nõn nước mắt tí tách chảy xuống cô sớm đã đoán được hôm nay sẽ không yên bình lại không ngờ bão táp kéo đến mãnh liệt như vậy khiến cho cô trở tay không kịp lạc tuyết nếu cô vẫn là người nhà họ lạc tôi vậy ngoan ngoãn nghe lời đi. chương 33 sở bắc đáng chết, đúng là một tên xui xẻo. Bởi vì, âm thanh vừa rồi chính là gậy trúc trong tay sở bắc phát ra. Chỉ thấy sở bắc chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt vẫn không hề có chút dao động nào. Hình như các người vẫn chưa hỏi ý kiến của tôi. Giọng điệu bình thường, không một gợn sóng, nhưng lại truyền vào trong tai mọi người một cách rõ ràng. Ý kiến của mày, mày là cái thá gì, ý kiến của mày quan trọng lắm à? lạc mai cắn răng lại chửi ầm lên lý nham ở bên cạnh làm bộ thở dài có một số người đó luôn luôn không tự biết lấy mình đúng là tức cười lạc viễn hà ngồi bên dưới ông cụ vẫn luôn không nói lời nào cuối cùng lúc này cũng lên tiếng bố hôn ước giữa sở bắc và tiểu mai sau hôm qua coi như không tính nữa rồi mà hắn và lạc tuyết lại không kết hôn cũng không được coi là có quan hệ đối phó với loại người này dứt khoát ném ra ngoài là được rồi Lạc Viễn Hà bình thản giơ tay, thậm chí còn chẳng thèm nhìn thêm sở bác lấy một cái. Ừm, lời của chú Lạc nói cũng có lý. Lý Nham đồng tình, lên tiếng phụ họa. Họ sở, thế này nhé, thứ nhất chưa đăng ký kết hôn với Lạc Tuyết, thứ hai bọn họ cũng chưa từng tổ chức tiệc cưới, đương nhiên chẳng có liên quan gì đến nhà họ Lạc. Nhà họ Lạc để anh ăn không ngồi rồi 5 năm, là đã tận tình tận nghĩa rồi. Cho dù có đuổi anh ra ngoài, để tự sinh tự diệt, cũng không phải là không thể. Lạc Mai hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Lạc Tuyết. Đối phó với loại người này thì không thể mềm lòng. Nếu như trong gia tộc có người nào không nỡ thì cùng với anh ta cút ra khỏi nhà họ Lạc luôn đi. Mặc dù Lạc Mai không chỉ đích danh, nhưng rất rõ ràng, à ta đang nói mỉa Lạc Tuyết. Lúc này, đừng nói là Lạc Tuyết, cho dù là Chu Cầm, sắc mặt cũng rất khó coi. Nếu chuyện này không được xử lý tốt, để liên đới đến bọn họ, tất cả đều sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Sở Bắc đáng chết, đúng là một tên xui xẻo. Ánh mắt Lạc Vinh Quang sắc bén quét về phía Sở Bắc. Chương 34 chỉ nhìn một cái đã khiến ả ta sởn cả da gà. Lạc Vinh Quang nheo mắt, mang theo sát khí nhàn nhạt. "Sở Bắc, chẳng lẽ cậu không phục sao?" Sở Bắc không trả lời, gõ nhẹ gậy trúc, bảo vệ Lạc Tuyết phía sau. Đồng thời, anh nở một nụ cười trấn an cô. "Tôi ở nhà họ Lạc chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của mình mà thôi." Còn về chuyện 5 năm, năm qua ông lừa gạt tôi, tôi có thể bỏ qua không trách cứ, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu mấy người muốn ép, vậy thì sở tôi không thể không đòi một tiếng công bằng rồi. Từ đầu đến cuối, sở bắc đều nhìn về phía trước, từng câu từng chữ đều rất bình thường và giản đơn. Nhưng cho dù là như vậy, nó lại mang đến cho người ta một loại cảm giác chân thật đáng tin. Sở bắc, cậu đang uy hiếp tôi sao? Lạc Vinh Quang đột nhiên đứng dậy, Vẻ mặt u ám lộ ra nội tâm ông ta đang phẫn nộ. Sở Bắc, anh bớt nói vài câu đi. Sắc mặt Lạc Tuyết khó coi, nhỏ tiếng nhắc nhở. Đúng là đã chọc giận đám người này rồi, nhưng chuyện gì cũng đều có thể làm ra được. Xi, si, một tên mù thối tha mà cũng dám nói lời ngung cuồng như thế. Đúng là nực cười. Lạc Mai hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Sở Bắc càng thêm phần khó chịu. Còn con điếm nhà cô, cô rốt cuộc mang họ Lạc hay họ Sở? một mực binh vực bảo vệ thằng mù thối tha này, đúng là khiến nhà họ lạc tôi mất hết mặt mũi mà. Lạc Mai vênh váo tự đắc, chỉ cần có cơ hội liền sẽ châm chọc khiêu khích lạc tuyết. Xong, à ta vừa dứt lời, sở bắc đột nhiên quay người lại. Ánh mắt trống rỗng rừng trên người Lạc Mai. Một cơn ớn lạnh ập đến khiến ả à ta không khỏi dùng mình. Cô, có thể thử xem. Chỉ vỏn vẹn năm từ mà lại tựa như đến từ địa ngục. Toàn thân Lạc Mai khẽ run cầm cập, Ngồi phệt xuống đất. Chương 35 một câu nói quả quyết kết án tử hình cho Sở Bắc. Ngay cả Lạc Tuyết cũng mơ hồ. Cô đứng phía sau Sở Bắc, nhưng cũng hoàn toàn không biết Sở Bắc rốt cuộc đã làm gì. Sở Bắc, cậu đã làm gì con gái tôi? Lạc Viễn Hà trừng mắt nhìn Sở Bắc. Sắc mặt Lạc Vinh quang u ám, tựa như bất cứ lúc nào cũng đều có thể trở mặt. Tuy rằng không có bằng chứng, nhưng ngoại trừ Sở Bắc ra thì còn ai có thể động tay động chân chứ? Hừ sở bắc, cậu đúng là càng lúc càng hỗn xược. Nếu đã như vậy, cộng thêm chuyện của ngày hôm qua, nợ cũng nợ mới, chúng ta tính luôn một lượt. Lạc Vinh Quang lại lên tiếng, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Sở bắc, mày, mày, tao, tao. Mà lúc này, Lạc Mai cũng đã hoàn hồn lại. Chỉ là không biết có phải kinh hãi quá độ không, cứ ngây ngốc nhìn sở bắc, nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh. Thấy vậy, Lạc Tuyết nhắm mắt lại, sắc mặt phờ phạc mang theo tia tuyệt vọng cho dù không nói gì sở bắc cũng đã trở thành cái gai trong mắt của cả gia tộc cái gai trong thịt bị đuổi đi chỉ là vấn đề thời gian lạc tuyết càng không ngốc đợi sau khi giải quyết xong sở bắc tiếp theo sẽ đến lượt mình rồi cuối cùng cô không thể thoát khỏi số phận bị thao túng không chỉ vậy trải qua chuyện của ngày hôm qua nhà họ la nhất định sẽ khiến mọi chuyện trầm trọng thêm thậm chí cô đã có thể nhìn thấy cuộc sống bi thảm sau khi gả vào nhà họ la sở bắc tôi cho cậu một chút thể diện cậu tự mình cút khỏi đây đi khuôn mặt của lạc vinh quang nặng đến mức giường như có thể nhỏ ra giọt nước ánh mắt đang nhìn sở bắc giống như nhìn một tên ăn mày nếu không nửa đời sau cậu chuẩn bị lên đường lớn để xin ăn đi một câu nói quả quyết kết án tử hình cho sở bắc lạc tuyết cười thảm thương một tiếng đang định thuyết phục sở bắc rời đi Audio điện tử võ tấn bền. chương 36, nếu mày là đàn ông thì hãy tự mình giải quyết đi. Gậy trúc vừa rơi xuống đất, toàn bộ ngôi nhà cổ dường như rung chuyển. Một luồng khí thế ác liệt lấy sở bắc làm trung tâm lan ra từ phía, quét sạch nơi này. Đùng đùng đùng. Bất luận là Lạc Vinh Quang ở phía trước, hay là Lạc Viễn Hà và đám người Lý Nham ở phía sau ông ta đều lần lượt lùi lại mấy bước. Người nào người nấy đều chố mắt, Ánh mắt nhìn Sở Bắc như thể đang nhìn quái vật. "Cậu, cậu, sao lại thế này?" Lạc Vinh Quang kinh ngạc đến ngây người, chỉ tùy tiện vung gậy chúc một cái liền có thể đẩy lui nhiều người như vậy. Đây phải là sức mạnh lớn mạnh đến mức nào chứ? Chẳng lẽ Sở Bắc này thật sự không phải là người phàm sao? Mà cả nơi này chỉ có một mình Lạc Tuyết là không bị ảnh hưởng. Lúc này, cô ngây người nhìn cảnh tượng này, không biết đã xảy ra chuyện gì sở bắc làm việc thì chưa tới phiên mấy người chỉ tay năm ngón ra lệnh đâu. Giọng điệu của sở bắc nhàn nhạt, nhưng mỗi một chữ đều tựa như sấm, vang vọng bên tai tất cả mọi người. Số phận của tiểu tuyết cũng nên do chính cô ấy lựa chọn. Các vị cứ gây khó dễ như vậy, chẳng lẽ coi sở mũ không tồn tại sao? Dứt lời, không gian xung quanh lập tức im ắng. Đối mặt với ánh mắt trống rỗng của sở bắc, không biết vì sao, chẳng ai dám nói gì. Rõ ràng sở bắc chỉ là một tên mù tay chói gà không chặt, nhưng lại mang đến cho bọn họ cảm giác giống đang ở cùng với sát thần vậy. Bầu không khí nhất thời có chút cổ quái. Người nhà họ lạc mắt lớn chừng mắt nhỏ, chẳng ai dám nói câu nào. Ngay cả lạc mai cũng hiếm khi ngậm miệng lại. mươi 37 ông nội làm vậy đúng là cao tay. Ánh mắt lý nham sáng quắc, lớn tiếng chất vấn. Mọi tội lỗi hôm qua đều đẩy cho sở bắc. Nhà họ la. Sở bắc cười nhẹ, khẽ gật đầu. Nếu không phải anh nhân từ thì nhà họ La đã bị tiêu diệt rồi. Thế mà còn có gan đến gây chuyện sao? Mày cười cái gì? Vẻ mặt Lý Nham u ám, sở bắc hành động như vậy, chắc chắn là đang khiêu khích hắn ta. Chuyện này, không liên quan đến anh, cút. Vẻ mặt sở bắc vô cảm, lập tức ra lệnh đuổi khách. Sở bắc, mày phát điên gì vậy? Cậu Lý là bạn trai của Tiểu Mai, đương nhiên cũng xem như là một nửa người nhà họ lạc rồi lạc viễn hà bĩu môi không vui nói không sai lúc này lạc mai rốt cuộc cũng tỉnh táo lại người nên cút đi là mày tao cũng không muốn nhìn thấy mày nữa mau cút khỏi nhà tao thoáng chốc sở bắc lại trở thành mục tiêu công kích của mọi người lạc vinh quang tiến lên một bước vung tay phải lúc này trong đại đường mới yên tĩnh sở bắc đừng nói tao không cho mày cơ hội đúng như cậu lý nói tai họa do mày tự gây ra thì tự giải quyết đi lạc vinh quang nhìn sở bắc không nghe ra được vui buồn trong giọng nói của anh tao cho mày thời gian hai ngày chỉ cần mày có thể khiến nhà họ la nguôi giận chuyện này sẽ không được nhắc lại nữa chuyện này lạc tuyết kinh ngạc vẻ mặt lại khá lo lắng hôm qua nhà họ la bị cướp sâu ngay hiện trường cậu chủ nhà họ la bị phế thù lớn như vậy thật sự có thể dễ dàng nguôi ngoai sao ông nội đây là đang muốn khiến sở bắc đi chết mà mà mấy người Lạc Mai và Lạc Viễn Hà đều cười lạnh. Ông nội làm vậy đúng là cao tay. Không chỉ đẩy trách nhiệm hết cho sở bắc, mà còn có thể mượn tay nhà họ la loại bỏ sở bắc. mươi 38 trên vai tựa như bị núi đẻ vậy. Ha ha ha. Lạc Mai lập tức bật cười, đắc ý nhìn sở bắc. Còn Lạc Vinh Quang và Lạc Viễn Hà chỉ yên lặng nhìn, không có ý ngăn lại. Chỉ Lạc Tuyết là bất đắc dĩ lắc đầu, mắt nhắm chặt lại cho dù sở bắc có làm thế nào thì đó đều không phải là kết quả mà cô mong muốn không chừng mọi chuyện hôm qua chỉ là hồi quang phản chiếu vào thời khắc cuối cùng của vận mệnh mà thôi mày rất thích bắt người khác quỳ sao sở bắc ngẩng đầu vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ có điều giọng điệu đã lạnh lùng hơn chút nói xong thì anh cất bước tới gần lý nham cộc 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 tiếng gậy trúc gõ xuống đất vang lên rất chói tai trong đại sảnh tĩnh lặng thấy cảnh này người nhà họ lạc đều cười nhạo khinh thường phế vật đúng là phế vật có thể giữ được mạng đã là ban ơn cho rồi lý nham và lạc mai càng thêm đắc ý nhất là lạc mai hôm nay chỉ cần sở bắc chui qua chân lý nham thì ả à ta có thể rửa sạch tủi nhục nếu đã vậy thì tao sẽ thành toàn cho mày sở bắc đứng lại giọng điệu nói chuyện vẫn bình tĩnh như cũ phù phù tiếng đầu gối chạm đất kèm theo tiếng kêu rên đau đớn nhưng người quỳ xuống không phải sở bắc, mà là Lý Nham. Tất cả mọi người đều ngây người, ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả Lạc Mai cũng há hốc mồm. Bởi vì, ngay cả ả à ta cũng không nhìn rõ, Lý Nham quỳ xuống thế nào. Thích quỳ như vậy thì mày quỳ đi. Giọng điệu sở bắc lạnh nhạt, hoàn toàn không nghe ra được cảm xúc bên trong. Mày mày, đáng chết, mày làm gì với tao rồi? mươi 39, sở bắc, đây là chính mày nói đó những người nhà họ lạc khác cũng há hốc mồm, vẻ mặt không tin nối. Lạc tuyết nghe thấy tiếng động còn tưởng rằng sở bác đã quỳ xuống, trong lòng thoáng chốc vô cùng tuyệt vọng. Mãi đến lúc này, cô mới phát hiện có chuyện không đúng. Khi mở mắt ra lại nhìn thấy cảnh này toàn thân chấn động. Đây, chỉ là trừng phạt. Vẻ mặt sở bác vô cảm, còn có lần sau nữa thì nhà họ Lý sẽ bị diệt cả tộc. Nói xong, anh đột nhiên quay người đi, nhìn, lạc mai. Còn cô, suốt 5 năm, năm nay, tôi đã tận tình tận nghĩa rồi. Mắt của tôi tạm thời cứ gửi lại chỗ cô." Giọng điệu anh bình tĩnh, tựa như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Nhưng Lạc Mai nghe thấy mà nổi cả gai óc. "Chẳng lẽ, Sở Bắc còn muốn đòi lại mắt hay sao?" Nói xong, anh lại quay đầu. Đôi mắt trống rỗng, chăm chú vào Lạc Vinh Quang. Trong vòng 2 ngày, nhà họ La sẽ bị tiêu diệt. "Ta hy vọng ông nói được làm được." ầm um, chỉ hai câu ngắn gọn này là mãi vang vọng trong đầu lạc vinh quang nghe thấy giọng điệu kiên quyết của anh lạc vinh quang lập tức ngây ngốc trong lòng ông ta có chút khó hiểu sở bắc đây là chính mày nói đó lạc vinh quang hừ lạnh sau đó nhìn lạc tuyết lạc tuyết trong vòng hai ngày tôi sẽ tha cho cô trước cô tự giải quyết cho tốt lạc tuyết cúi thấp đầu không nói gì sở bắc tiến lên kéo tay cô đi thôi Tâm Nhi sắp tỉnh rồi. Lạc Tuyết vẫn không nói lời nào, cũng không từ chối, cô đi theo sở bắc, từng bước ra khỏi nhà cũ. Sắc mặt Chu cầm trở nên khó coi, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng bà ta cũng không nói gì. chương 40, ồ, chuyện này cũng khá thú vị. Sở bắc, tao nhất định sẽ băm thay mày, nhìn xương thành cho. Cậu Dương, người cậu muốn tìm đã tra được rồi. Tại nhà họ La, La Vạn Sơn khẽ khom người, người này vung kính nhìn dương xuyên uể oải ngồi dựa trên ghế sofa ồ ông nói thử xem dương xuyên có vẻ khá bất ngờ trên nét mắt lại không nhìn ra được vui hay giận la vạn sơn đáp ứng một tiếng bắt đầu báo cáo cậu dương người cậu muốn tìm tên sở bắc vốn là con rể mù của nhà họ lạc năm năm trước lại từng có một đêm mặn nồng với em vợ có một đứa con gái riêng cũng chính cậu ta là người hôm qua đã làm con tôi bị thương khiến mặt mũi nhà họ la tôi mất sạch. Nghĩ đến chuyện hôm qua, la vạn sơn lại cắn răng nghiến lợi. Ồ, Dương Xuyên ngồi thẳng người, khẽ nheo mắt đánh giá la vạn sơn. Ông sẽ không vì báo thù mà cố ý tìm đại một người ra để lừa tôi chứ. Cậu Dương tuyệt đối đừng hiểu lầm, có cho tôi một trăm cái gan cũng không dám lừa cậu. La Vạn Sơn vội hô tay, trong ánh mắt hoảng hốt chợt lóe lên tia sáng. Nghe nói, hôm qua con gái của sở bắc bỗng dưng phát bệnh nên cậu ta mới vội vàng chạy đến bệnh viện. Đường xá Tân Hải bị cưỡng chế ưu tiên là vì cậu ta phải đi qua. La Vạn Sơn vội giải thích nhưng từ đầu tới cuối đều cúi đầu không dám nhìn thẳng Dương Xuyên. Ồ, chuyện này cũng khá thú vị. Dương Xuyên lạnh nhạt cười, chỉ là vẻ mặt tươi cười lại ẩn hiện sự cay nghiệt. Thấy hắn ta không còn do dự nữa, La Vạn Sơn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm đương nhiên ông ta không điều tra cụ thể. Mấy lý do thoái thác này đã được chuẩn bị trước, chắc chắn sẽ không có sơ hở. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 40